Tại hội nghị, các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch đã ký kết hợp tác phát triển sản phẩm du lịch. Yên Bái có nhiều tiềm năng để khai thác và phát triển du lịch với các lợi thế riêng có như là nghệ thuật xòe Thái đã được UNESCO ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, danh thắng quốc gia đặc biệt ruộng bậc thang Mù Căng Chải, danh thắng quốc gia Hồ Thác Bà. Năm nay thì Yên Bái phấn đấu đón khoảng 1,1 triệu lượt khách du lịch, trong đó có khoảng 250.000 khách quốc tế.